Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện cây bút dịu cười. Bé nhím vừa cầm cây bút màu xanh lá vẽ chiếc xe đạp, bỗng trên trời hiện ra một chiếc giống y hệt. Yeah, đi gặp ai bây giờ nhỉ? Bé nhím reo to. Ủa, Hấu Trúc ơi, sao cậu lại khóc? Có chuyện gì à? Nhím cất tiếng hỏi. Gấu Trúc tụt xuôi đáp. Con người chặt hết rừng trúc của tớ để xây chung cư và nhà máy rồi. Tớ buồn lắm cậu ạ. Cô bé nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Tớ sẽ giúp cậu. Chờ tớ một lúc nhé. Bé nhím lại lấy bút xanh lá ra vẽ rạch rạch. Một rừng trúc xanh rì rào hiện ra. Chắc bạn Gấu Trúc những người tìm đến sinh sống. Nhím ơi, cảm ơn cậu nhé. Ơ kìa tụi ơi, sao cậu lại run rẩy thế? Có chuyện gì vậy? Cô bé vừa cất tiếng hỏi. Tụi ơi liền mở mắt đáp. Con người chặt hết cây trong vườn của bọn tớ để lấy đất trồng rau rồi. Bọn tớ sợ lắm. Bé nhím ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Tớ sẽ giúp cậu. Chờ tớ một lúc nhé. Bé nhím vẽ quạt quạt một vườn cây lá rậm rạp hiện ra. Lập tức rất nhiều tươi ươi và các loài động vật kéo đến khu vườn. Nhím ơi, cảm ơn bạn rất nhiều. Khí độ ơi, chắc bạn đang đi đâu thế? Nhím cất tiếng hỏi. Khí độ bố quay lại nhìn rồi đáp. Con người khai thác khoáng sáng vừa bởi xâm hại tới khu vườn của chúng tôi. Đám thợ săn cũng liên tục truy bắt nhanh chúng tôi phải đi thật xa lánh nhạc lại. Nhím suy ngẫm hồi lâu rồi nói. Tớ sẽ giúp các cậu. Chờ tớ một lúc nhé. Nhím lại lấy bút màu xanh lá ra vẽ vạch vạch một khu rừng tuyệt đẹp hiện ra. Bé vẽ tấm lưới nguyên đám thợ săn chúng trên thùng xe khiến họ không thể núp nhích được nữa. Nhím ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mẹ vui tôi dài ơi, các bạn bay đi đâu thế? Có chuyện gì à? Bé gấp tiếng hỏi. Toàn bạc vừa đập lắm vừa đáp. Con người chặt hết rừng đã gần năm chạy nuôi bò rồi. Chúng tôi phải bay đi thật xa để lắng lại. Lần này nhím đâm chiêu một lúc rồi nói. Tớ sẽ giúp các cậu. Chờ tớ một lúc nhé. Nhím lại lấy bút xanh lá ra vẽ vạch vạch một khu rừng dần hiện lên. Bé cũng vẽ bụi cây vào những chiếc xe săn lấp lại. Nhím ơi, cảm ơn bạn nhé. Cá trùng ơi, cậu đang đi đâu thế? Bé nhím vừa hỏi. Bầy cá trùng nhảy lên khỏi mặt nước và đồng thanh nói. Các khu vườn dưới biển đang dần biến mất. Để nhìn rõ hơn khi đánh bắt cá, con người đã phá hết đảo biển đi rồi. Chưa kể họ cần thấy nước bẩn ra biển khiến cho đảo biển dần chết hết. Giờ chúng tôi phải đi tới vùng biển xa để tìm nơi ở mới. Tay bé nhím vừa khoảo nước vừa biển vừa xuôi vậy. Tớ sẽ giúp các cậu. Chờ tớ một lúc nhé. Như mọi lần, nhím lại lấy bút xanh lá ra vẽ những cây đảo biển. Khi dưới biển đầy những rang đảo, từng đàn cá đua nhau phơi đó. Rất cảm ơn bạn. Bé nhím dùng bút xanh lá vẽ rất nhiều cây xanh. Tháng chốc cả ngôi lần ngập tràn lá xanh tươi. Rừng ơi, xin lỗi bạn, thật sự xin lỗi bạn. Vừa rồi mình vừa đọc xong cây bút dịu cười.
mừng ngày môi trường thế giới.